Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách bố trí đường ống thoát nước ngưng của cụm giàn lạnh điều hòa trung tâm VRD3 cho khối văn phòng. Khác với các MCU của hệ chiller là nước ngưng thoát do chênh lệch áp suất thủy tĩnh, còn giàn lạnh của hệ thống VRB có bơm hút để đẩy nước ngưng vào đường ống chính, nên hạn chế được sự tắc nghẽn đường ống nước ngưng. Tuy nhiên, ta cần phải lựa chọn đường ống sao cho phù hợp. Chọn đường kính ống theo lượng nước ngưng tụ của từng giàn lạnh đối với trường hợp dùng cho ống nước xả không tập trung. Nếu dùng đường ống nước xả tập trung, chọn đường kính theo lượng nước ngưng tụ của tất cả các giàn lạnh vào đường ống nước xả tập trung. Mỗi giàn lạnh có công suất 1 HP sẽ ngưng tụ lượng nước 2 lít trên giờ. Chọn đường ống xả theo phương nằm ngang sau khi tổng hợp số giàn lạnh sử dụng đường ống nằm ngang. Ta tiến hành tổng hợp công suất máy và tiến hành tính kích thước đường ống cho hệ thống ta có. Đường ống dẫn nước ngưng tụ, ống xả nước ngưng là ống PVC. Vật liệu đường ống phải có chứng chỉ đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất. Đường ống dẫn nước ngưng tụ được bảo ôn bằng ống bảo ôn Superlon dày 10mm. Xác định vị trí, khu vực thoát nước. Các đường ống dẫn nước ngưng tụ từ thiết bị FCU tới các ống thoát chính được bố trí trong hộp kỹ thuật hoặc tới các điểm thoát nước gần nhất trong khu nhà. Lắp đặt con thỏ cho ống nước ngưng kín. Lắp đặt con thỏ cho ống nước ngưng hở, nếu máng hở thì có hoặc không có cũng được. Bởi vì ở máng ngưng kín, để tránh hiện tượng nước động lại sẽ bị quạt hút ngược trở lại làm mòn FCU và tiện cho việc xả cắn vệ sinh ống. Lắp đặt ống nhựa PVC, chú ý lấy tỉ chuẩn để tạo được độ dốc tối thiểu 1/100 cho ống nằm ngang. Thải nước ngưng và phụ tùng kèm theo, côn, cút, tê, bố trí một số vị trí lắp ống thoát hơi theo chiều thẳng đứng lên trần có bịt lưới chống côn trùng. Cáp treo ống nước ngưng phải đồng đều, không được chỗ cao, chỗ thấp để tránh hiện tượng nước động lại trong đường ống không chảy hết được. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn cách bố trí đường ống thoát nước ngưng của cụm giàn lạnh điều hòa trung tâm VRV3 cho khối văn phòng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi.